chia tay đi. Còn trễ thật. Mình dừng lại đi, tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ cô mới nói? Anh ơi, tụi mình kết thúc nha. Em quen lắm. Em ơi, cho anh thêm cơ hội được không? Đừng có bỏ mặc anh mà. Phiền quá. Mày trở nên như vậy là vì anh ta sao? Tao còn gì phải vì anh ta. Tao quen anh ta lâu rồi. Tao còn chưa nói ai cơ mà. Thì ra là như vậy. Vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mong mơ anh mới tan thôi. Dù mình yêu em đằng sau anh có niềm đau này ai. Mày có tin tao được 10 điểm văn không? 10 điểm văn. Thầy ơi, em muốn 10 điểm văn. Nè, để tôi nói cho em nghe nha. Tôi làm nghề giáo viên. 10 điểm văn. Em đừng có mà môi. 10 điểm văn. Tôi đã nói ba. 10 điểm văn. Em 10 điểm văn. Ok mày. Ok mày. Tóm lại là em chán nó mà em không muốn làm người xấu nên em không dám nói với nó chứ gì. Ờ, thì cũng đúng. Vậy để chị đi nói cho. Ok ok. Ê, nhưng mà chị nói khéo khéo xíu nha. Sẽ mất công nó nghe rồi nó buồn á. Đá người ta là còn muốn làm người tốt nữa không nổi. Này bánh trưng xanh, ăn tết chơi dưa hấu vàng. Mùa xuân về làng mà đào mai nở khắp trên đường quê. Này bác tư ơi, anh tí năm nay có về. Thêm cô giờ hiền mà chào cô bác sớm ta càng vui. Anh bao mùa xuân nay chỉ có người đi cùng. Em bao mùa mưa nay chẳng còn ai đón được. Sao không cùng nhau đôi ta ước hẹn chẳng thề. Nguyện chung một lòng để ngày nào cũng sẽ là ngày xuân. Biết vậy là tốt đấy cục cưng à, yêu lắm á nha. Em phăng, anh phăng em biết cứ phăng ba băng. Mong là cho căng như trăng, mong thì em đa năng để đem mình gôn ca lăng. Còn những người không đang bởi vì đã có bao giờ này căng. Xin lỗi chứ nhưng em đây vẫn thích ba chị yêu của bé hơn cơ. Ai đây anh? Bạn thân của anh. Bạn thân á? Có thân tới mức mà phải mặc đồ đôi không? Nhưng anh với cậu ấy chỉ là bạn thôi. Anh nghe này, không có bất cứ một tình bạn nào gọi là bạn thân khác giới cả. Đấy là sự mập mờ. Nếu mà anh không còn yêu em nữa thì anh cứ nói ra, chứ sao anh phải làm chuyện này sau lưng em. Em thật sự quá thất vọng về anh. Nhưng tao là con trai mà. Anh xin lỗi, nãy mạng bị lag nên anh không cứu bé được. Sao mày bánh ngu vậy? Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi? Lúc nào cũng xin lỗi. Em chán nghe cái câu đó lắm rồi. Anh hết cả hứng chơi. Ta thấy lúc nãy mày hơi quá đáng đấy. Với cả còn lớn tiếng với anh ấy đấy. Thì nãy tại tao bực mình quá. Dù gì cũng tại tao mà. Hay là mày đi xin lỗi đi. Chắc người ta không sao đâu. Anh ơi em... Ủa ai với anh? Anh à. Tao hỏi thật mày này. Bây giờ mày muốn cái gì? Anh xin lỗi em. Chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại và níu lấy em chỉ một phút giây. Uống rượu không say nhưng nó say ánh mắt của em không nhẹ bay. Làm người ngất nhớ em đêm nào. Tuyệt gì em mong có anh bên cạnh. Cùng em đi đến đẹp những tháng ngày quen xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi chém thằng đó bay đầu nha cưng. Trăm năm ngóng xin hoàng, xin em đi trong nắng chang chang. Nhận xin anh trong sao thấy hoang mang gì thương em nhất trong cái đám cháy đang là anh là anh chứ không ai chồng em chồng em trong tương lai. Rain may cry feet, torn anxiety. Ơ kìa, dám chống anh đi chơi với trai đấy à? Tóm lại là em chán nó mà em không muốn làm người xấu nên không dám nói với nó chứ gì. Thì cũng đúng. Vậy để chị đi nói cho. Ok ok. Ê, nhưng mà chị nói khó khéo xíu nha. Sẽ mất cơm nó nghe là nó buồn á. Đá người ta là còn muốn làm người tốt nữa không nội. Lại chử, nào cũng chử. Anh nhìn người yêu của Hy xem, người ta cân 3 cân 4 là chuyện bình thường. Còn anh chán chả muốn nói luôn á. Con nhỏ này, mày không có đáng rồi đó. Đây là chơi rank đó, không phải bắn thường. Không phải cứ đứng im như mấy con boss cho anh bắn đâu. Cái này là người chơi, người chơi đó anh có hiểu không hả? Anh xin lỗi, tại đông quá anh bắn không lại. Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Cái lúc định đông không biết bỏ đi chỗ khác mà cứu à. Ngay cả việc cứu em mà anh cũng không làm được. Thì em cần anh làm gì nữa hả? Anh... Thôi, anh cút đi. Mày bị làm sao đấy? Mày nói gì không sợ người yêu mày buồn hả? Dù gì cũng chỉ là một trận game thôi mà. Có còn phải quá đáng gì không? Mày không phải lo, anh ta yêu tao lắm. Mày tin không? Tao đếm đến 3. Anh ấy xin và xin lỗi tao cho mà xem. 3 2 1. Đấy, tao nói không sai mà. Em à. Sao? Lại tính xin lỗi em như mọi khi chứ gì? Anh có thể chơi game không giỏi. Anh cũng chả có gì đặc biệt cả. Nhưng suốt thời gian qua, ai là người bên em lúc em khó ở, cáu gắt? Ai là người chịu đựng em vì một trận game mà em nặng lời với anh như vậy? Xem ra anh không quan trọng bằng một trận game đối với em. Em xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Anh à. Rồi em sẽ tìm được một người che chở cho em tốt hơn anh. Xin lỗi em vì tất cả. Dòng bơ vơ thân em chẳng được như mơ. Tôi xin lỗi. Nếu đã thích sao không dành mà lại đi nhường cho người khác? Con bé này. Trời sinh ra tại vì có mỗi nụ cười của em cong nên các thứ khác để bằng phẳng. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên để không được. Sao vậy? Không có mạnh mẽ được. Tại sao lại không mạnh mẽ được? Tại vì không mạnh mẽ được chứ sao má quỷ à? Đeo, để bà đeo. Để như vậy là để hết thương xu rồi. Để vẫn còn thương xu mà. Để vẫn còn thương xu mà. Trời ơi. Anh có nấu cơm nhớ nấu nhiều nhiều. Tối nay ba bé Hoa cùng anh nhé. Khi
tôi chôn cô bạn thân là tôi thích em, và đây là cái kết. Alo, alo, ê bà, tôi có chuyện này muốn nói với bà nè. Chuyện gì bà? Ê bà, hứa đừng mất hồn nha. Mà bà phải hứa là bà đồng ý chuyện này đi, tôi mới dám nói. Chuyện gì mà nghe có điền với bà, bữa nay bà có mua gì đúng không? Gì bà, để tôi chỉ kêu bà đồng ý chuyện này thôi mà, chứ có ý gì đâu. Mà bà phải đồng ý đi nha, bà mà không đồng ý he là mai lên lớp á, tôi giấu quần bà nữa đó. Thì mà gì bà, rồi chứ là mấy hứa rồi ấy nha. Rồi cũng như mấy bạn á. À, là chị yêu, tôi thích bà lắm rồi á. Bà có thể đồng ý làm người yêu được không? Bà bị nhá à, chứ có định tò mò tôi là thích có gì rồi. Ủa, mà bà nói đồng ý rồi mà. Ờ, không có đồng ý gì chơi, không biết. Mà bà hứa là bà đồng ý rồi mà. Ok, vậy thôi, coi như bà chưa nghe tôi nói gì đi. Buồn rồi. Báo thiệt. Rồi nè, được chưa? Nhà tắm rửa đi. Để tôi, nay tôi ra tiền chưa? Không, 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 tôi nói giỡn á bà ơi. Không được đâu, những điều bà nói là không thể chịu được. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không? Tâm, tôi không làm gì quá sớm đâu. Nhớ để tôi chạy qua đi. Bà mấy hay là mình yêu nhau nà đi mà em mới nóng. Nay dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời. Bạn ghê rồi. Cái gì? Bạn mới ghê. Không, bạn ghê nhất. Bạn ghê nhất. Tôi thấy bạn xử lý thế là ghê rồi. Không, tôi thấy bạn mới là nhất. Không, bạn nhất, nhất bạn. Không, nhất bạn. Tôi nhìn thôi bạn mới là nhất. Ai nhất còn bạn, còn lắm. Bạn nhất, bạn nhất. Cái gì? Em mới là nhất. Ừ, mày nhất, nhất, nhất mày nhất, nhất. Mày là bố đời, mày là bố tướng, mày là mẹ thiên hạ rồi, nhất đấy, mày nhà, đấy. Mày nhất. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu.